Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Thì ở các clip trước, công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại thiết bị phun sơn, rồi các loại súng phun sơn vân vân. Thì hôm nay qua clip này, công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về một số các loại dụng cụ linh kiện mà cần dùng cho súng phun sơn. Giả sử tôi có cây súng phun sơn Meti MT4000 đây, thì khi phun sơn chúng ta cần các cái dụng cụ hoặc là linh kiện phụ kiện kèm theo. Thì một số linh phụ kiện kèm theo là, thứ nhất là ta có cái chỉnh áp để gắn vào súng phun sơn này. Tại vì khi mà chúng ta các cái hãng thì sẽ yêu cầu với mỗi một cái súng thì nó sẽ có yêu cầu một cái lượng khí vào nhất định, giả sử từ 2 đến 3 kg. Thì khi mà cái lượng khí vào đều thì cái lượng hơi nó sẽ xé tơi sơn một cách là đều, nó sẽ không bị giật. Thì trong quá trình đó thì chúng ta nên gắn thêm một cái chỉnh áp nhỏ để kèm theo với cái súng phun sơn. Rồi ngoài ra trong quá trình phun thì cái lọc nước thì cũng khá là cần thiết. Thì chúng ta có thể gắn thêm một cái lọc nước này, thay vì ở cái máy nén khí thì nó đã có lọc nước rồi, nhưng mà chúng ta có thể gắn thêm một cái lọc nước này để chúng ta có thể là lọc sạch cái hơi nước từ cái máy nén khí. Thì với cái máy nén khí thì chúng ta có thể là sử dụng cái lọc nước lọc dầu. Thì đây tôi xin giới thiệu về cái lọc nước lọc dầu AC3010-03 đó của hãng TBM. Thì đây chúng ta sẽ có một cái lọc nước để gắn vào cái máy nén khí lọc nước lọc dầu. Chúng ta cũng có thể là sử dụng cái lọc nước lọc dầu này, và trên cái lọc nước lọc dầu này thì nó cũng sẽ có một cái chỉnh ép. Đây chúng ta sẽ có một cái chỉnh ép nha, tôi sẽ lấy cái chỉnh ép để cho các bạn xem. Thì trên này nó cũng có một cái chỉnh áp, thì chúng ta có thể gắn cái chỉnh áp vào đây. Đó, chúng ta có thể cho ít băng keo non vào đây để chúng ta gắn vào đây. Đó. Thì với cái chỉnh áp này á thì chúng ta sẽ có một cái đường vào là đường in. Chúng ta sẽ gắn cái hơi từ cái máy nén khí vào đây. Và đây hơi này sẽ đi lên các thiết bị như súng phun sơn, nồi trộn, bơm sơn, vân vân. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái van xả nước này. Lâu thì ngày chúng ta sẽ xả nước ra. Đó. Thì đây là cái lọc nước lọc dầu mà chúng ta gắn vào cái máy nén khí. Thì trong quá trình sử dụng mà súng phun sơn á thì thợ sơn thì nên sử dụng cái khẩu trang 3M. Thì ở đây công ty Vigo Việt chúng tôi có khẩu trang 3M 2 cục lọc và khẩu trang 3M 1 cục lọc. Thì đây chúng ta sẽ có khẩu trang 3M 2 cục lọc này. Thì với khẩu trang 3M 2 cục lọc đây chúng ta sẽ có này. Đó, khẩu trang 3M 2 cục lọc. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng khẩu trang 3M một cục lọc để chúng ta có thể là lọc các cái khí độc, khí bụi sơn, tránh cái khí độc và bụi sơn nó bám vào mũi, phổi vân vân, gây rất là nhiều bệnh. Chúng ta nên bảo vệ kỹ càng khi mà chúng ta sơn. Thì trên đây thì công ty chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm. Thì trong quá trình phun thì nếu mà các bạn cần vệ sinh sạch cái súng, chúng ta có thể là sử dụng cái dụng cụ vệ sinh LX208 gồm 17 linh kiện này để chúng ta vệ sinh kỹ càng cái súng phun sơn. Thì chúng ta chú ý là trong quá trình sử dụng súng phun sơn chúng ta không có được là ngâm nguyên cây súng này vào trong chất tẩy rửa, mà chúng ta phải là xịt sạch thôi. Cũng lắm chúng ta lấy cái đầu bét rồi chúng ta lấy các cái dụng cụ chúng ta thông nó để cho nó tránh trường hợp là nó bị nghẹt, thì sơn nó sẽ không tơi mịn và đều. Thì trên đây công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng phun sơn và các cái thiết bị mà linh kiện kèm theo cần thiết trong quá trình sơn phủ sản phẩm. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.